Quang Ngọc Vũ Thơm TV xin chào tất cả các chú anh chị các bạn yêu mến kênh. Hôm nay Vũ Thơm đã cập nhật tiếp tục ghe ngô chùa Po Si Saharan. Bữa nay thì các anh em đang chuẩn bị khâu dầm tập vợ cả nhà ha. Chị Vũ Thơm mời tất cả các bạn vào bên trong để cùng xem với Vũ Thơm TV. Vũ Thơm TV xin mời tất cả các bạn ha. Xin Dũng Thơm TV chào cả nhà ha. Bữa nay lại quay anh em làm dần chuẩn bị 2023. Hiện tại anh em đang làm dần. Bữa nay sư phụ ở đâu rồi Nát ơi? Đi Vân Hương hả? Bữa nay giao trách nhiệm cho em trai làm dần mà. Rồi sư phụ giao cho em trai làm dần hả? Rồi cái này cưa có một bộ hay là bao nhiêu bộ vậy? Một bộ hả? Một bộ thường là bao nhiêu cây em trai? 80 hả? Luôn dự bị đúng không? Rồi để chia sẻ cho bà con rồi biết đồ dễ đặt. Này làm bằng cái gì ta? Cái cọng này. Này làm cái gì em trai? Chạm bông vàng hay còn sao? Chạm bông vàng hả? Này chạm bông vàng hả cả nhà? Không phải cây cọng nữa ha. Chạm bông vàng. Chạm bông vàng nó có độ dẻo cao. Nè ni mong quật chàng thưa chùa nó quật po thi saharam nó sân cắt lệch bẩm phân là tì krong chọc chăng. Như chùa thế. Chùa đâu mà lệnh chạm bông vàng. Chạm bông vàng. Nên dân tùng mẹn mau đây tàu bằng thuyền mơ tuột nữa nên đi chuột cồn sắt cầm tùng cha phải đấm a chùa phải còn quan tới chuột bằng bồn nhưng tu sơn a nước slap của mình tắc nè tắc hai à quả si son rồi quả dở rồi đó quảng hát đó tắc hai. Đây là dầm giờ cái nhà một tấc hai bảng lá. Nó có ba cỡ dầm cái nhà, ba cỡ. Để quay chút chia sẻ cho cái nhà mình xem cái khâu chuẩn bị. Đây dòng xả xong rồi nè, đây thì chắc tất ba quá. Thước ba quá. Đây, cái này là chưa xong ha. Anh ấy à hơi nó thể chỉ một thước bảy tất. Anh nó một thước bảy tất ấy. Hả? Một thước mạnh tất anh nó. Một thước ba mét tư à. Mét ba mét tư mét sáu. Mét ba mét tư mét sáu cả nhà. Mét ba mét tư mét sáu. Cái này dầm dở. Mà tật bầy hun mà tật của mỗi hun à mà thước mỗi hun mà thước bầy hun mà thước bầy tật chứ là cho lắm hoài mà thước bầy tật mà thước của mỗi tật và ăn hát rồi quay cho cả nhà xem mình chút thì thôi ha. Thì cũng Thơm cũng xin tạm dừng video ở đây ha. Cũng Thơm cảm ơn tất cả các bạn mình theo dõi và đồng hành ủng hộ ha. Chứ người bọn Thơm mang quản tích chú nông quân tết sân hay bọn Thơm có xôn bác video tầm mía xôn mà ọc bọn bọn dân ọc nè đà bàn tết sân lời kênh bọn Thơm TV như chị chú ạ Waterpo Sá Ram nó sẵn cách lệ quân tí trọng Sóc Trăng thật Sóc Trăng
Đây là dầm của cái ngôi chùa Pô Thi Saharan nữa nha. Đây dầm tạch vỡ, bản lá là 1 tấc 2, thì nó có 3 cỡ, 1m4, 1m6, 2m, 3 cỡ dầm.